Tôi làm điều này vì tôi muốn tự do. Ai sẵn sàng chiến đấu như chiến binh để đạt được ước mơ của mình? Quyết định cần sự kỷ luật. Hãy mở lòng cho những cơ hội mới. Hãy hành động, tự tin vào chính mình. Hãy tập trung vào những gì đúng trong cuộc sống của chính mình. Tồn tại vì những điều lớn lao hơn thế nữa. Những gì chúng ta có trong tương lai sẽ được quyết định bởi những gì chúng ta làm ngay bây giờ. Đừng chờ đến lúc hoàn cảnh hoàn hảo thì mới bắt đầu. Khi bạn bắt đầu, hoàn cảnh sẽ trở nên hoàn hảo. Trở ngại giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Ước mơ không bao giờ chạy trốn khỏi chúng ta. Chúng ta là người kiến tạo nên tương lai của mình. Ai là người dẫn đầu thị trường này? Đây thực sự là một công việc kinh doanh tuyệt vời. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là thời điểm của các bạn. Hẹn gặp các bạn tại sự kiện sắp tới. Người tiếp theo chính là các bạn.